Cửa sổ vàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Làm sao bây giờ. Thúy Vi rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và hãy cùng với tôi chào đón hai vị khách mời trong chương trình. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Vâng, và khách mời của chương trình xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Hán Huy Bách. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Làm sao bây giờ. Vâng, và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời chuyên gia cũng như là khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm ngắn ngay sau đây ạ. Chị ăn. Đủ ăn tham, kỳ bò. Mát. Nhưng mà nó mát. Nó mát tận ruột gan đấy. Thế hả? Bạn còn non và xanh lắm. Tôi đi con tôi yêu. Gì đấy? Mua ở đâu đấy? Ngon đấy. Ở đâu còn lâu mày nói. Đồ ăn tham như mày. Nhịn đi. Xin miếng. Biến. À. Thế để tao mách tuần trước mà nghỉ học đi chơi với tao. Ăn đi. Rồi im mồm vào cho tao. Ngon đấy. Nhưng mà được Kim Anh ngơ với khác. Ngon nhỉ? Ngon thật. Cầm đến cuối này. Ôi, đây, tao đút cho. Cướp là nghề của trẫm. Còn ngươi ấy, còn non và xanh lắm. Nghẹn hả? Đáng đời được tham lam, gian ác. Tao thấy sai sai. Đâu? Này, Lâm, sao không? Ôi, mày làm sao đấy? Đừng có đùa tao đấy. Nhưng mà nãy tao cũng ăn mà, có làm sao đâu. Nhưng mà tao sữa chua, có thịt bò nhiều hơn mày. Ừ nhờ. Thế mày đợi tao một tí, tao đi ra mua thuốc tiêu chảy, rồi tao về ngay nhá, nhanh lắm. Này, mày đừng giết tao bằng sự ngu dốt của mày đấy nhá. Nó bị ngộ độc, tao tháo đuổi, thì em đi mua thuốc tiêu chảy. Sao nó còn mắng em hả chuyên gia? Không uống thuốc tiêu chảy, không cầm vào, thì nó bị mất nước, thế phải làm sao bây giờ? Cửa sổ vàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vâng, tình huống trong tiểu phẩm vừa rồi thì cũng đã giới thiệu cho chúng ta biết là nội dung của chương trình ngày hôm nay đó chính là về ngộ độc cấp ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi chuyên gia, ngộ độc cấp là gì và có những loại ngộ độc cấp như thế nào thưa anh? Ngộ độc cấp thì thực ra nó chính là các biểu hiện có hại cho sức khỏe hay chúng ta gọi là bệnh tật. Sau khi chúng ta vừa mới tiếp xúc với cái chất độc, tức là mới gần đây. Và các cái chất đấy có thể được chúng ta tiếp xúc qua các con đường khác nhau. Ví dụ ngộ độc cấp qua đường tiêu hóa. Phổ biến nhất là chúng ta qua ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thức ăn đấy. Dạ. Sau khi chúng ta ăn cái thực phẩm nó có lẫn các cái chất độc hoặc là vi trùng gây bệnh và chúng ta bị ngộ độc. Thế còn cũng qua đường tiêu hóa thì có những cách khác, ví dụ do ngộ độc thuốc. Kể cả thuốc y học cổ truyền cũng có thể xảy ra. Không may uống phải các cái thuốc mà nó lượng nó không đảm bảo, cái chất nó không đảm bảo, có cái thành phần bên trong nó không đảm bảo độc tố. Thế rồi thì thuốc tân dược, thì thuốc tân dược có thể dùng đúng liều nó vẫn có tác dụng có hại, tác dụng phụ đấy, thì thực ra bản chất vẫn là ngộ độc. Rồi thì quá liều một chút thì cũng là ngộ độc. Thì đấy là qua đường tiêu hóa. Thì còn con đường khác nữa, ví dụ như qua đường da, chúng ta có thể tiếp xúc với một cái chất độc nào nó bắn vào da và bụi đổ vào người và tóc, vào đầu tóc da mình, có hóa chất đấy cũng là một trường hợp nó xuyên qua da, ví dụ như do các động vật côn trùng, các cái động vật khác nó tấn công. Rồi qua đường hô hấp chúng ta có thể hít phải khí độc. Ví dụ như hít phải khí CO khi
cháy rồi thì khí cyano vân các cái rất nhiều các cái khí khác, rồi những trường hợp mà ngộ độc khác hoặc con đường khác, tiêm truyền, người nghiện ma túy người ta trích, vân vân, rất nhiều cách, vân vân. Vâng. Anh Hàn Huy Bách là một diễn viên, chắc chắn là cái việc mà đã từng bị ngộ độc hoặc là có những cái trường hợp ngộ độc của bạn diễn của anh cũng đã xảy ra ở trên phim trường rồi. Vậy hôm nay thì chúng ta có chuyên gia ở đây, không biết là anh có cái câu hỏi nào dành cho diễn gia để hỏi rõ hơn về vấn đề này, đảm bảo cái sức khỏe của mình khi mà đi diễn được không ạ? Thực ra thì cũng có một câu hỏi muốn hỏi chuyên gia một chút, là bởi vì cái nghề nghiệp của chúng em ấy, đôi khi nó cũng xảy ra những cái trường hợp như là ngộ độc liên quan đến cái vấn đề thức ăn này, xong rồi thậm chí là đi rừng rú này, ngộ độc liên quan đến cái các cái loại côn trùng côn chiếc, hay là thời tiết hay là cái loại lá loại liếc mình quẹt vào thôi cũng bị dính. Vậy thì cho em hỏi là cái việc ngộ độc như thế thì làm sao để nó hạn chế bớt được không? Đấy là nghề nghiệp của chúng em nói riêng, còn lại là phổ biến cho mọi người nói chung được không ạ? Thực ra mỗi nghề một mỗi nghiệp thì đều có những cái nguy cơ, những cái hoàn cảnh dẫn tới dễ bị ngộ độc. Thế mà để phòng tránh thì nó cũng rất là rộng, tùy vâng. theo lại nguyên nhân. Ví dụ như ngộ độc thực phẩm thì chúng ta có người ta nói rất nhiều, nhưng mà có cách rất đơn giản. Ví dụ như chúng ta tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, hay sử dụng các thức ăn vừa mới chế biến xong đấy, và có ăn xong thì cố gắng thì hạn chế cái chuyện để lâu ở ngoài. Để ngoài thì 2-3 tiếng thôi, chứ mình không thể để dài quá được. Để lâu quá nó sẽ hỏng lôi thiêu. Thế rồi thì vấn đề bảo quản trong tủ lạnh. Rồi trước đó còn vấn đề chế biến là sao, thì tách thức ăn sống, thức ăn chín, dụng cụ chế biến tức là phải khác nhau, vệ sinh bề mặt, vệ sinh tay. Thế rồi sử dụng các thực phẩm rõ nguồn gốc. Còn những trường hợp khác thì nói chung trong tự nhiên thì chúng ta phải quan sát các cái vị trí động vật hóa hại nó hay chỗ trú ẩn, ví dụ các đống các gạch, các hang hốc vân vân, bụi cây, ngọn cỏ vân các thứ thì chúng ta phải quan sát. Đi vào tự nhiên là có các thiết bị phòng hộ, mũ rộng vành, đi ủng vân vân các thứ, gậy gộc vân, rất nhiều cách, nói chung tùy theo nguyên nhân. Và như vậy là em có một cái điểm lưu ý đối với lại cái tổ đạo cụ là tuyệt đối là phải giữ gìn vệ sinh cho diễn viên về cái vấn đề thực phẩm, đúng không ạ? Đấy là trong cái quá trình mà mình quay. Còn sinh hoạt thì đấy là diễn viên phải tự lo, phải tự chăm sóc cho bản thân của mình, đúng không ạ? Với mỗi loại ngộ độc cấp, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng khác nhau. Trường hợp ngộ độc qua đường tiêu hóa, dấu hiệu dễ nhận thấy là bệnh nhân bị đau bụng, nôn, buồn nôn, tiêu chảy nhiều lần, thậm chí nổi ban đỏ toàn thân, lưỡi sưng to. Với loại ngộ độc qua đường thở, bệnh nhân thường gặp triệu chứng khó thở, hoa mắt, chóng mặt, tím tái. Nặng hơn, bệnh nhân có thể bị ngừng thở, bất tỉnh hoặc bất động. Trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc qua đường da, niêm mạc do tiếp xúc với hóa chất, chất tẩy rửa, vùng da tại vị trí tiếp xúc có thể bị sưng đỏ, nóng rát, xuất hiện nốt phồng. Với loại ngộ độc qua đường máu do tiêm hoặc bị côn trùng đốt, vết tiêm, vết đốt có thể bị sưng nóng đỏ, toàn thân có thể bị choáng, thậm chí sốc phản vệ, bất tỉnh hoặc kích động. Khi gặp người có dấu hiệu ngộ độc cấp, đầu tiên cần giúp nạn nhân ổn định các chức năng sống bằng việc thực hiện các biện pháp hồi sức. Nếu nạn nhân còn tỉnh táo thì cố gắng xác định nguyên nhân gây độc và thực hiện giảm độc cho cơ thể. Thực hiện gây nôn trong trường hợp nạn nhân bị ngộ độc đường tiêu hóa. Đưa nạn nhân đến vùng an toàn nếu bị ngộ độc đường thở do khí độc. Rửa vùng da nhiễm độc nếu nạn nhân bị ngộ độc qua đường da. Trường hợp nạn nhân ngộ độc qua đường máu do động vật hoặc côn trùng đốt, cần giúp nạn nhân hạn chế vận động để chất độc không lan nhanh trong cơ thể. Sau đó, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Cửa sổ vàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Quay trở lại cái tiểu phẩm mà chúng ta đã theo dõi ở phần đầu của chương trình. Theo anh thì cái việc là cứ chúng ta có cái biểu hiện đau bụng mà mua thuốc điều trị ngay thì cái việc này có đúng không ạ? Cái việc còn tiêu chảy thì chúng ta thì đầu tiên rất là cái bệnh rất là thường gặp. Mà chúng ta là chúng ta lưu ý là cái vấn đề chính người làm đây, bệnh nhân mất nước, mất muối mà dẫn đến rối loạn cho rất nhiều các vấn đề. Nó gây tụt huyết áp, nó gây suy thận, nó gây rất nhiều các khó chịu nguy hiểm. Thì cái vấn đề rất đơn giản chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta sử dụng bù nước bù muối bằng các cái dung dịch có sẵn ở cộng đồng, ở gia đình. Đơn giản nhất là nước canh, nước rau luộc cho thêm chút muối vào, rồi nước khoáng, rồi thì dễ dàng hiệu thuốc ra dễ rồi, mua Orizon. Thì nói chung những biện pháp đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể tự chúng ta sẽ chế được, chúng ta sử dụng rất đơn giản, cái này an toàn nhất, hiệu quả nhất. Thế còn những biện pháp ví dụ cầm ỉa thì người có thuốc cầm ỉa người ta không khuyến cáo. Bởi vì cái bản chất ngộ độc thực phẩm ấy, thì nó có những chất độc của vi khuẩn, rồi vi khuẩn nó gây bệnh. Chúng ta thì có chắc để cho nó ra, chúng ta giữ nó trong bụng, trong từ tiêu hóa là nó kéo dài thì nó bị bệnh ra. Thì nó không hay lắm.
người ta không khuyến cáo dùng các thuốc cầm ỉa. Vừa rồi thì anh Bách có nhắc tới cái việc là chúng ta phải đi diễn ở ngoại cảnh, thì cái việc là bị côn trùng cắn hoặc là ong là một cái loài vật rất là phổ biến có thể đốt khi mà chúng ta đang diễn chẳng hạn. Thì cho Vi hỏi là bình thường anh hay xử lý cái việc bị ong đốt như thế nào? Thực ra thì cũng theo các cụ dạy thôi, cũng chỉ là cái phương pháp dân gian. Tức là khi mà bị ong đốt, bị loại ong nào thì mình cũng cứ việc đầu tiên là xem nó có nọc hay không. Nó rút ra và tìm vôi để bôi. Nhưng ví dụ như trường hợp gặp phải những cái loại ong mà nó nguy hiểm hơn, nó đốt thậm chí là có thể gây nên cái hiện tượng gọi là đi, tử vong ấy. Thì bây giờ thì điện có chuyên gia ở đây thì chuyên gia xem là giải đáp xem như thế nào chứ. Thực ra câu chuyện nghe cũng rất là vui. Nhưng nghề diễn viên cũng đặc biệt, cái gì cũng chẳng khác các nghề khác. Có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải chui vào các bụi rậm, diễn ở ngoài cảnh rất nhiều. Vâng, thế thì tùy theo cái số lượng nó đốt, tùy theo cái vị trí, tùy theo cái biểu hiện của cơ thể sau khi bị ong đốt. Ví dụ những cái trường hợp mà chúng ta chỉ bị nốt một vài nốt thôi, ở vị trí ít nguy hiểm, ví dụ không phải đốt vùng đầu mặt cổ, đấy, mà biểu hiện nó chỉ đau thôi một vài nốt, thì chúng ta có thể tự sơ cứu tại chỗ được, cứ bình tĩnh mà đến đây theo dõi và kiểm tra sau. Ví dụ chúng ta nếu mà những cái ong mà chúng ta rút được cái ngòi nó chính là những ong, ví dụ ong họ ong mật, những đấy có thể làm được. Thế mà những ong khác, ong vồ vẽ móc cầy thì nó không để lại cái ngòi chúng ta rút đâu. Đấy là cái trường ít nhẹ. Thế còn những trường phức tạp, ví dụ kể cả một vài vết đốt, nếu mà nó đốt vào vị trí nguy hiểm, ví dụ đầu mặt cổ, đốt vào cổ, vào mắt và những miệng, những trường đấy nó sẽ gây sưng nề, ảnh hưởng cái chức năng thở rất nguy hiểm. Rồi những trường mà đốt xong có biểu hiện, số người có biểu hiện sốc phản vệ hay dị ứng nặng ấy, có thở khó thắt, đường thở rồi đỏ da toàn thân rất nguy hiểm. Hoặc những trường mà số lượng đốt nó nhiều, có thể nói chúng ta đây tôi có nghiên cứu tổng kết thì đấy là thường khoảng độ 10 nốt trở lên thì thường là những trường nặng là rõ ràng anh phải đến viện và cấp cứu và chữa, chứ không nó rất nguy hiểm, nó gây một loạt các cái tổn thương cơ thể. Mà còn sơ cứu tại chỗ những trường đấy thì chúng ta uống đủ nước rất quan trọng, uống đủ nước để cho cơ thể thải chất độc qua đường, cái nọc độc, cái chất nó gây tổn thương cơ thể ra qua đường nước tiểu, và uống rất là nhiều nước. Nước cái gì đơn giản nhất là Orezon, những cái dung dịch mà nó vừa pha muối các thứ đấy, nó khoáng vân vân các thứ, uống nhiều để cho cơ thể đi tiểu nhiều, những tiểu giờ đầu rất quan trọng. Và đến viện chúng tôi cũng, bác sĩ cũng phổ biến là người ta là đơn giản là truyền dịch rất nhiều và cho đi tiểu rất nhiều, dùng thuốc vân vân, có thể các biện pháp khác nữa. Dạ vâng. Và trong mỗi số của chương trình thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các quý vị khán giả bằng cách là mọi người đã gửi rất nhiều những câu hỏi về cho fanpage của chương trình. Và trên tay tôi là đang có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên, tôi thường xuyên đánh son mỗi khi ra ngoài, nhưng tôi cũng nghe nói là đánh son nhiều sẽ có nguy cơ bị nhiễm độc chì. Điều này có đúng hay không? Đây cũng là một mối quan tâm của tôi luôn ạ. Thực sự cái vấn đề mỹ phẩm là vấn đề cũng thực sự là cũng xin lỗi là nó cũng khủng khiếp. Đẹp như vậy thật, nhưng mà thực sự có rất nhiều cái nguy cơ không an toàn hiện nay. Cái sản phẩm mỹ phẩm này nó, cái số lượng sản phẩm an toàn nó không nhiều. Kể cả châu Âu người ta đã tổng kết những cái sản phẩm về mỹ phẩm đánh mi, đánh nước môi các thứ, cái tỷ lệ cái hàm lượng chì mà nó vượt ngưỡng nguy hiểm nó có thể tới hơn 20%. Đấy là ngay tại châu Âu, chưa nói về Việt Nam. Đấy, thực sự thì những trường đấy thì cái nguồn gốc xuất xứ, cái độ tin cậy là rất quan trọng để đảm bảo cho chúng ta an toàn. Câu hỏi thứ hai là tôi xem trên mạng thấy hướng dẫn dùng giấy quỳ để xác định rượu có methanol hay không. Xin chuyên gia cho biết là phương pháp này có đúng hay không, và nếu không thì có cách nào có thể xác định được rượu chứa methanol để tránh ngộ độc rượu? Phần lớn ngộ độc methanol Việt Nam này do người dân chúng ta uống phải rượu không rõ nguồn gốc, rượu ở cái bán trôi nổi như thế, và một số trường hợp sử dụng phải cồn sát trùng rượu. Và không có cách nào chúng ta xét nghiệm bằng cái test nhanh, có thể có một số test nhanh nhưng mà sẽ dành cho các cái cơ sở sản xuất, cơ sở đặc biệt thôi. Chứ người dân chúng ta không thể làm được việc đấy được. Và chỉ có cách để chọn nguồn gốc xuất xứ thôi. Xin cảm ơn những chia sẻ, những cái giải đáp của chuyên gia vừa rồi dành cho các quý vị khán giả. Như vậy là quý vị có thể thấy là ngộ độc cấp rất dễ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải bình tĩnh và đưa bệnh nhân tới những cái cơ sở y tế gần nhất. Và trước khi đó thì chúng ta tìm hiểu thêm những cái kiến thức để có thể sơ cứu ban đầu. Và ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn chuyên gia cũng như là khách mời đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
cửa sổ vàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.